nhằm chia sẻ với những khó khăn cùng gia đình anh Hồ Văn Hành ở thôn Cu Tài 2, xã A Bung. Cuối năm 2022, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay cho gia đình anh Hành mượn một cặp dê giống. Đến nay đàn dê đã phát triển thêm một con, anh Hành có thêm nguồn vốn để phát triển kinh tế. Mô hình dê giống khởi nghiệp là một trong hàng chục mô hình phát triển kinh tế được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay khởi xướng và tập huấn về kỹ thuật, cách chăm sóc cũng như tạo điều kiện và hỗ trợ vốn ban đầu cho bà con dân bản. Trong thời gian qua, bên cửa khẩu quốc tế La Lay đã hỗ trợ một cặp dê giống cho hộ gia đình. Là gia đình sẽ cố gắng chăm sóc và nuôi dưỡng để mà tạo phát triển kinh tế. Sau đó lớn lên bờ chuyển lại cho các hộ tiếp nối để mà phát triển kinh tế. Trong những năm qua, bộ đội biên phòng chúng tôi tham gia nhiều cái hoạt động, trong đó là có nhiều cái mô hình, nhiều cái phong trào giúp dân. Mô hình dê giống khởi nghiệp là một trong những cái mô hình tạo sinh kế cho người dân từ những cái cặp dê giống để tạo nguồn vốn cho những gia đình để tăng giá sản xuất, để nâng cao cái đời sống, để là tạo một nguồn vốn để phát triển kinh tế. Chỉ tính từ năm 2009 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tích cực tuyên truyền vận động, huy động các nguồn lực để xây dựng 154 nhà máy ấm cho người nghèo nơi biên giới, máy ấm biên cương và 33 công trình dân sinh, tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng. Thực hiện hàng chục chương trình giúp đồng bào phát triển kinh tế, đã mở 57 lớp xóa mù chữ với hơn 1.400 học sinh và duy trì thường xuyên mô hình tiết học biên giới. Thực hiện hiệu quả chương trình nâng bước em đến trường, các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nhận đỡ đầu 66 cháu, trong đó có 8 cháu người Lào với số tiền hỗ trợ là 500.000 đồng mỗi tháng. Và trong dịp này thì chúng tôi tập trung để khởi công và hỗ trợ cho quần chúng nhân dân khó khăn về nhà ở, 5 ngôi nhà cho nhân dân ở khu vực biên giới. Và cũng thông qua các chương trình đó, chúng tôi tiếp tục huy động các nhà hảo tâm cũng như là các nguồn lực khác và nguồn lực từ khó của Bộ đội Biên phòng tỉnh để hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, như tổ chức tặng giống ngan cho nhân dân, rồi là tổ chức tặng các giống cây trồng. Và đặc biệt thì trong những ngày này, từ nửa tháng 2 cho đến nay và trong những ngày tới, chúng tôi đang tập trung chỉ đạo hướng dẫn và phối hợp với các địa phương khu vực biên giới để tổ chức ngày hội biên phòng toàn dân một cách hiệu quả thiết thực. Nhờ tích cực bám sát địa bàn, bám dân của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, những năm qua, vai trò của đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, hải đảo trên địa bàn toàn tỉnh đã được phát huy hiệu quả. Và mỗi người dân khu vực biên giới đã thực sự trở thành những cột mốc sống nơi biên cương, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc.